Hồng Nhung kính chào quý vị khán giả của Hành Trình Tương Lai đang đến với bản tin tổng hợp thứ 6 ngày 5 tháng 11. Cảm ơn quý vị đã like, share và để lại bình luận giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui, an lành. Hiện tại trên kênh Hành Trình Tương Lai Nguồn Cội đã có video mới Nữ Đức Vi Yếu phần 4, xã hội an định bắt đầu từ làm người mẹ. Và ngay sau đây là phần tin trong nước, mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Mỹ tăng tàu chiến, oanh tạc cơ hiện diện ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu khỏi cụm sinh tồn. Bộ Ngoại giao thông tin việc tàu Việt Nam bị Iran bắt giữ. Khẩn, Hà Nội vượt mốc 100 ca mắc COVID-19, tìm người đến hàng loạt địa điểm. F0 cộng đồng tiếp tục tăng, các tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, 86% ca mắc COVID-19 đã tiêm vaccine. Cán bộ y tế tiêm nhầm vaccine cho 18 trẻ, 9 em sốt trên 39 độ. Ninh Thuận cho thí điểm cách ly, điều trị bệnh nhân F0 tại nhà. Vĩnh Long dừng ăn uống tại chỗ, Thái Nguyên yêu cầu xét nghiệm người về từ vùng dịch. Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông chở khách từ ngày 6 tháng 11. Người dân và YouTuber quay kín trước cổng Tịnh Thất Bồng Lai. Tổng số liệu ca mắc COVID-19 trên cả nước. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện 52 chuyến bay chính xác trên Biển Đông trong tháng 10, giảm 10 chuyến so với tháng trước. Tuy nhiên, quy mô các hoạt động quân sự khác của Mỹ tại Biển Đông tăng lên sau hàng loạt diễn tập chung giữa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson Mỹ và SMS Queen Elizabeth của Anh trong tháng 10. Theo thống kê, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã đi vào Biển Đông 9 lần trong năm nay. Tổng cộng, Mỹ triển khai hơn 2.000 chuyến bay chính xác trên Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hoàng Hải trong 10 tháng qua, tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Tại một diễn biến khác, quân đội Trung Quốc từ ngày 3 tháng 11 đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần ở Biển Hoa Đông. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Đài Loan chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, cũng như Mỹ và Nhật tổ chức các cuộc tập trận chung trong khu vực. Tính từ đầu năm đến nay, Trung Quốc tiến hành ít nhất 42 cuộc tập trận ở Biển Đông. Trong đó có 16 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ và ít nhất một cuộc tập trận trái phép ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 8. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm qua, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam với thông tin gần 150 tàu nghi thuộc dân quân biển Trung Quốc hiện diện ở cụm sinh tồn của Việt Nam sau nhiều tháng tản ra các thực thể xung quanh, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải sinh tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Trước đó, theo trang Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI, từ đầu tháng 8, khoảng 40 tàu Trung Quốc bắt đầu quay lại khu vực phía Bắc, cụm sinh tồn, bao gồm bãi Ba Đầu. Đến tháng 9, đội tàu Trung Quốc ở cụm sinh tồn tăng lên khoảng 100 chiếc và tiếp tục tăng lên 150 chiếc một tháng sau đó. Các tàu Trung Quốc giải đều ở khu vực phía Bắc cụm sinh tồn, một số quay lại neo đậu ở khu vực bãi Ba Đầu. AMTI nhận định động thái trên của Trung Quốc cho thấy dân quân biển nước này không có ý định rời khỏi Trường Sa. Trả lời câu hỏi về việc tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bị phía Iran bắt giữ hồi tháng 10, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 4 tháng 11 cho biết, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng Iran đảm bảo an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam. Theo bà Hằng, thuyền trưởng tàu MV Southie, con tàu bị Iran bắt giữ cho biết, toàn bộ 26 thuyền viên Việt Nam được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Trước đó, hãng tin AP vào ngày 3 tháng 11 dẫn lời hai quan chức Mỹ đưa tin, lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Việt Nam có tên gọi MV Southie ở Vịnh Oman vào tháng 10 và vẫn giữ tàu này. Tàu MV Southie có chủ sở hữu đăng ký vào cuối cùng là công ty vận tải xăng dầu OPEC, một công ty có địa chỉ tại Hà Nội. Phân tích dữ liệu theo dõi tàu biển từ marinetraffic.com cho thấy con tàu vẫn ở ngoài khơi cảng Bandar Abbas phía nam Iran vào hôm 2 tháng 11. Một bức ảnh từ vệ tinh cũng cho thấy con tàu ở ngoài khơi Bandar Abbas trong những ngày gần đây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội tối ngày 4 tháng 11 cho biết, trong ngày địa bàn ghi nhận 104 ca mắc COVID-19, trong đó có 64 ca mắc ghi nhận trong cộng đồng. Các ca nhiễm mới phân bổ cụ thể như sau: quận Ba Đình 21 ca, Gia Lâm 15 ca, Hà Đông, Mê Linh mỗi nơi 12 ca, Quốc Oai 9 ca, Hoàng Mai 6 ca, Long Biên 5 ca, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hai Bà Trưng mỗi nơi 4 ca, Đông Anh 3 ca, Cầu Giấy 2 ca, Thanh Xuân 2 ca,
Tây Hồ, Sóc Sơn, Đống Đa, Quốc Oai, Hoài Đức, mỗi nơi một ca. Được biết đây là ngày Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong 66 ngày qua. Đáng chú ý trong số các ca mắc này, nhiều ca ghi nhận tại 3 ổ dịch COVID-19 mới được xác định cùng ngày. Cụ thể 3 ổ dịch mới gồm ổ dịch phường Phú La, quận Hà Đông ghi nhận 9 ca, ổ dịch Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình ghi nhận 5 ca mắc, ổ dịch Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình ghi nhận 16 ca. Ngoài ra 7 ổ dịch cũ trên địa bàn cũng tiếp tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Cùng ngày, quận Ba Đình đã ra thông báo yêu cầu tất cả những người từng đến các địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trong thời gian sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Cụ thể, từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, tại số 28 Liễu Giai, quán bánh cuốn số 9 ngõ 32/2 đường Bưởi, ngày 27 tháng 10, từ 14 giờ đến 14 giờ 30 tại quán Tầm A Cà Phê 14 ngõ 5 phố Tử Hoa, Quảng An, Tây Hồ. Ngày 29 tháng 10, tại các điểm 421 Nguyễn Khánh lúc 15 giờ 40 phút, 66 Hàng Than lúc 17 giờ 10 phút, chợ Đồng Xuân lúc 17 giờ 20 phút, 60 Lý Thái Tổ lúc 17 giờ 40, 37 Ngô Quyền, chung cư 361, 63A Lê Văn Lương. Ngày 31 tháng 10, tại các điểm cửa hàng vật liệu xây dựng Tâm Hà 24 Lạng Yên, số 18 ngõ 154 Đội Cấn, 28 ngõ 80 Chùa Láng, 99 Tân Triều, 100 Lương Yên, V5B1 khu đô thị Văn Phú, Sơn Gôn, Lương Sơn, Hòa Bình. Vào ngày 1 tháng 11 khoảng 13 giờ 40 phút đến 14 giờ đến ngân hàng Tiền Phong địa chỉ ở 535 Kim Mã. Ngày 1 tháng 11 13 giờ 55 phút tại quán chụp ảnh mặt trời đỏ 523 Kim Mã. 7 giờ 45 phút ngày 2 tháng 11 tại quán phở gà Huấn Tú 61 Đào Tấn. Ngày 2 tháng 11 8 giờ đến 10 giờ 30 phút tại trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Vào ngày 29 tháng 10 8 giờ đến 9 giờ ngày 30 tháng 10, 11 giờ đến 11 giờ 30 ngày 2 tháng 11 tại chợ Thủ Lệ. Theo đó, tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trung tâm Y tế quận để được hướng dẫn. Báo Vietnamnet đưa tin tình trạng bùng phát lây lan dịch ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều quận, huyện, thành phố của các địa phương phải đổi màu trong cấp độ dịch. Cụ thể, tại thành phố Cần Thơ trong 2 tuần qua ghi nhận đến 2.026 F0, so với 14 ngày trước đó, số F0 của thành phố Cần Thơ tăng đến 3,2 lần, trong đó liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại các hẻm, khu đông dân cư, bệnh viện, công ty. Đánh giá cấp độ dịch, thành phố Cần Thơ vẫn đang ở cấp độ 2, tuy nhiên thành phố Cần Thơ không còn quận huyện nào ở cấp độ 1, trước đó quận Cái Răng ở cấp độ 1 nhưng nay đã lên cấp độ 2. Tại Kiên Giang, tỉnh vừa điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Rạch Giá và hai huyện Châu Thành, Hòn Đất. Theo đó, từ 14 giờ ngày 5 tháng 11, thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành, Hòn Đất sẽ áp dụng cấp độ 3, màu cam. Ngoài ra, tỉnh còn bổ sung quy định hạn chế người dân ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp cấp thiết. So với quyết định công bố cấp độ dịch được ban hành vào hôm 1 tháng 11, thì huyện Châu Thành đã nâng cấp độ dịch từ 1 lên 3, thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3. Tại Cà Mau, tỉnh vừa có thêm 3 xã lên cấp độ 4. Toàn tỉnh hiện có 8 xã thị trấn vùng đỏ, vùng cam, có 28 xã, phường, thị trấn. Như vậy, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các quận, huyện, thành phố của các tỉnh ở miền Tây đã tiếp tục đổi màu. Theo báo VN Express, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng dịch chiều ngày hôm qua, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thông qua khảo sát nhóm bệnh nhân mới vào viện thuộc tầng 2 tại một bệnh viện chuyên khoa của thành phố cho thấy, 86% bệnh nhân mắc COVID-19 đã tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine, 14% bệnh nhân còn lại là người chưa tiêm và 90% trong số này là dưới 18 tuổi. Các bệnh nhân được xác định là các ca mắc mới phát hiện tại các khu công nghiệp, khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Vị này thừa nhận rằng, tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh, thậm chí trở nặng và tử vong nếu không điều trị kịp thời. Do đó, dù đã tiêm đủ 2 mũi, người dân vẫn cần tuân thủ 5K. Lãnh đạo Sở Y tế cũng cảnh báo nguy cơ dịch bùng trở lại nếu người dân chủ quan, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Được biết, bệnh viện điều trị COVID-19 tầng 2 có chức năng tiếp nhận, thu dung các F0 cần cấp cứu, điều trị từ nhẹ, trung bình đến nặng, có kèm hoặc không kèm theo bệnh lý nền. Ngày 3 tháng 11, trạm y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 đến 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, do sơ suất, cán bộ y tế đã tiêm nhầm 18 mũi vaccine Pfizer cho trẻ. Vụ việc được trạm y tế phát hiện lúc 9 giờ ngày 4 tháng 11 và báo cáo lên Ủy ban nhân dân xã lúc 13 giờ 25 phút chiều cùng ngày. Hiện địa phương đã tiến hành đến từng gia đình có các cháu tiêm nhầm vaccine để đưa trẻ đến theo dõi tại bệnh viện Sanh Bôn. Cán bộ y tế trực tiếp tiêm đã bị đình chỉ và điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, trạm y tế xã. Qua theo dõi có 9 cháu sốt trên 38 độ, còn lại có sức khỏe bình thường và đang được bố mẹ chăm sóc trực tiếp tại bệnh viện Sanh Bôn.
Hôm qua ngày 4 tháng 11, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly điều trị người bệnh COVID-19 tại nhà ở hai phường thuộc thành phố Phan Rang, Tháp Chàm và hai xã thuộc huyện Ninh Phước. Theo đó, F không điều trị tại nhà phải không có triệu chứng lâm sàng, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày hoặc có đủ 3 yếu tố sau: trẻ em trên 1 tuổi, người lớn trên 50 tuổi, không có bệnh nền và không đang mang thai. F không phải cách ly ở nhà riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư, cơ sở lưu trú được cấp có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện cách ly, điều trị. Trước cửa nhà F không phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng, địa điểm điều trị người bệnh COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định thực hiện cách ly tại nhà đối với F1 trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Ninh Thuận có 1.617 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 36 bệnh nhân tử vong và hiện còn 484 bệnh nhân đang điều trị. Vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có thông báo tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ 0 giờ ngày 5 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 11, tạm dừng phục vụ tại chỗ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về và phải đảm bảo các yêu cầu phòng dịch. Quy định nhằm phục vụ việc truy vết và xét nghiệm sàng lọc các trường hợp nguy cơ cao nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Tại Thái Nguyên cũng đã xuất hiện một số ổ dịch mới trong cộng đồng. Trước diễn biến trên, tỉnh yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ đầu đối với tất cả những người đến trở về từ các địa phương đang có diễn biến dịch phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 ngẫu nhiên đối với người đến trở về từ các tỉnh thành phố còn lại, yêu cầu tạm thời không ra khỏi nhà, nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người khác trong vòng 5 ngày. Kinh phí thực hiện lấy mẫu xét nghiệm từ nguồn ngân sách nhà nước. Truyền thông trong nước đưa tin sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế và nhiều cán sự Bộ Y tế do thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, gây thất thoát và hậu quả nghiêm trọng. Ngoài bà Nguyễn Thị Kim Tiến, hàng loạt các tên tuổi có kể đến bao gồm ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án công trình y tế trọng điểm, kiêm giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thế Thịnh, cục trưởng cục quản lý y dược cổ truyền, Vũ Tuấn Cường, cục trưởng cục quản lý dược, Nguyễn Chí Dũng, giám đốc trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Chiều hôm qua ngày 4 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch bàn giao vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Thông tin tại họp báo, Tổng giám đốc Hà Nội Metro, đơn vị vận hành dự án cho biết, Hà Nội Metro đã chuẩn bị đủ điều kiện để vận hành ngay dự án sau khi nhận bàn giao từ 7 giờ ngày 6 tháng 11. Cụ thể, việc vận hành ban đầu sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong 6 tháng đầu, giờ mở tuyến là từ 5 giờ 30 đến 20 giờ. Một tuần đầu, các đoàn tàu chạy với tần suất 15 phút một chuyến, tuần thứ 2 chạy chuyến 10 phút một chuyến. Sau 6 tháng, giờ hoạt động của tàu sẽ tăng lên từ 5 giờ 30 đến 22 giờ 30. Giờ bình thường chạy 10 phút một chuyến, giờ cao điểm là 6 phút một chuyến. Sau một năm, tư vấn đánh giá an toàn sẽ đánh giá về dự án sẽ chuyển sang giai đoạn 3, vận hành bền vững. Khi đi vào khai thác, các đoàn tàu sẽ vận hành với tốc độ trung bình là 35 km một giờ. Thời gian chạy tàu từ Cát Linh đến Hà Đông hoặc ngược lại là 23,63 phút. Các đoàn tàu sẽ vận hành liên tục từ 5 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Khung giờ cao điểm, các đoàn tàu chạy giãn cách với tần suất 6 phút có một tàu cập ga, sức chở tối đa 960 người một đoàn, lưu lượng vận chuyển tối đa đạt 1,02 triệu người một ngày. Đúng như lời đã hẹn trước đó, vào trưa ngày hôm qua 4 tháng 11, CEO Đại Nam cùng ekip của mình đã xuất phát đến tỉnh Thất Bồng Lai, nay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, nơi đang nuôi dưỡng trẻ mồ côi để thăm hỏi với tư cách là một mạnh thường quân. Chuyến đi của bà chủ khu du lịch nghìn tỷ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân hiếu kỳ, YouTuber đã có mặt tại tỉnh Thất để cập nhật những thông tin mới nhất. Chính việc này đã khiến một khu vực vốn vắng vẻ nay lại đông đúc bất ngờ. Tuy nhiên, việc tụ tập quá đông người cùng một lúc đã khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Đến trưa ngày 4 tháng 11, công an địa phương đã có mặt để giải vây như yêu cầu của các thành viên tỉnh Thất Bồng Lai, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực.
Theo nữ CEO Đại Nam, trong lần đến thăm này, bà đến với danh nghĩa một mạnh thường quân, chung tay hỗ trợ các trẻ mồ côi theo lời kêu gọi từ thiện tại nơi này. Hiện những thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được cư dân mạng hết sức quan tâm. Trong một diễn biến khác, theo báo Dân Trí, Công an tỉnh Long An khẳng định đã vạch trần việc chủ tịch Thất Bồng Lai lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện, để cảnh báo người dân nhưng chưa đủ pháp lý để xử phạt. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 4 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 6.580 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước tại 49 tỉnh, thành phố, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 981 ca, Bình Dương 948 ca, Đồng Nai 939 ca, Kiên Giang 478 ca, An Giang 381 ca, Tiền Giang 263 ca, Tây Ninh 240 ca, Đắk Lắk 210 ca, Sóc Trăng 198 ca, Bình Thuận 194 ca, Cần Thơ 186 ca, Long An 178 ca, Trà Vinh 123 ca, Hà Giang 110 ca, Hà Nội 100 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 98 ca, Đồng Tháp 97 ca, Ninh Thuận 78 ca, Vĩnh Long 75 ca, Bắc Giang 68 ca, Phú Thọ 67 ca, Bình Phước 52 ca, Cà Mau 51 ca, Bắc Ninh 51 ca, Hậu Giang 45 ca, Quảng Nam 42 ca, Thanh Hóa 36 ca, Bình Định 35 ca, Khánh Hòa 34 ca, Gia Lai 29 ca, Hưng Yên 26 ca, Thừa Thiên Huế 26 ca, Điện Biên 24 ca, Hà Nam 21 ca, Đắk Nông 17 ca, Thái Nguyên 14 ca, Đà Nẵng 13 ca, Quảng Ngãi 11 ca, Phú Yên 5 ca, Hải Dương 5 ca, Quảng Ninh 4 ca, Hà Tĩnh 4 ca, Quảng Bình 4 ca, Lào Cai 4 ca, Nam Định 3 ca, Tuyên Quang 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Vĩnh Phúc 2 ca và Thái Bình 1 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 946.043 ca nhiễm, trong đó có 835.406 ca đã hồi phục, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vào ngày 4 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 59 ca tử vong vì COVID-19, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 28 ca, Bình Dương 13 ca, Đồng Nai 3 ca, Tiền Giang 3 ca, Long An, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh mỗi nơi 2 ca và Bạc Liêu, Đắk Lắk, Hà Nội, Ninh Thuận mỗi nơi 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.342 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam đứng thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc siêu thị tắc nghẽn vì dân hoảng loạn đi mua đồ tích trữ. Bắc Kinh yêu cầu hàng chục ứng dụng chấm dứt thu thập thông tin người dùng. Động thái chưa từng có của châu Âu với Đài Loan chọc giận Trung Quốc. Lầu Năm Góc công bố báo cáo giật mình về vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Tập đoàn Boeing phóng vệ tinh cung cấp Internet từ không gian. 18 tỷ phú Mỹ nhận tiền trợ cấp COVID-19 cho người nghèo. Nhiều thống đốc ký lệnh hành pháp chống lệnh vaccine của ông Biden. Ai Cập rời thủ đô hành chính đến sa mạc. Biến thể phụ của chủng Delta gây lo ngại lớn. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Đông Nam Á và trên thế giới. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, liên quan đến thông tin gần đây, chính phủ Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ lương thực để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Người dân nước này đã đổ xô đi mua sắm dự trữ nhu yếu phẩm, kết quả đã dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Cụ thể, các video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, tại những ngày qua, các hệ thống siêu thị tại Trung Quốc xuất hiện tình trạng quá tải, tắc nghẽn, nhiều kệ hàng trong siêu thị nhanh chóng trở nên trống trơn khi rất nhiều người dân tranh nhau lấy những bao gạo bỏ vào xe hàng của họ. Có người mua một lúc 300 kg gạo. Một nhân viên trong siêu thị cho biết, hàng trăm chiếc xe đẩy cũng không đủ cho khách dùng. Tại Bắc Kinh, người dân bắt đầu đi mua hàng tích trữ cho mùa đông cùng lúc chính quyền đưa ra cảnh báo về tái bùng phát dịch. Một phụ nữ nói sau khi mua hàng ở siêu thị, chúng tôi sẽ có một mùa đông lạnh giá và chúng tôi muốn bảo đảm nhu cầu ăn uống. Mặc dù sau đó giới chức Trung Quốc đã phát đi một loạt thông báo như nhu yếu phẩm có đủ và vẫn đảm bảo nguồn cung, nhưng tình trạng đổ xô đi mua đồ tích trữ của người dân vẫn tiếp diễn bất chấp lời trấn an của chính quyền. Mới đây, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu 38 ứng dụng do nhiều công ty phát triển, trong đó có Tencent, tập đoàn sở hữu mạng xã hội WeChat của Trung Quốc, điều chỉnh hành vi thu thập thông tin cá nhân của người dùng quá mức trước ngày 9 tháng 11, nếu không sẽ phải bị chế tài. Được biết đây là động thái mới nhất của hàng loạt biện pháp mạnh tay liên tục ở Trung Quốc đánh vào nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây. Quy định được đưa ra vài ngày sau khi luật bảo vệ thông tin cá nhân của Trung Quốc, một sắc lệnh về quyền riêng tư trên nền tảng trực tuyến có hiệu lực đầy đủ. Theo đó, đạo luật được lập ra để giảm thiểu thu thập quá mức và lạm dụng thông tin cá nhân và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong thu thập và xử lý thông tin cá nhân.
đồng thời yêu cầu các tập đoàn công nghệ phải lập ra một cơ quan độc lập có trách nhiệm giám sát việc sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ người dùng. Động thái này đã làm cổ phiếu của một số hãng công nghệ lớn sụt giảm nghiêm trọng ngay sau đó và gây lo ngại cho giới đầu tư. Theo hãng tin Reuters, một nhóm các nhà lập pháp của Nghị viện châu Âu mới đây đã tới Đài Loan trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày nhằm thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo bất chấp cảnh báo đáp trả của Trung Quốc. Chuyến thăm chưa từng có tiền lệ của phái đoàn quan chức châu Âu diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với hòn đảo. Ông Raphael Krugman, người dẫn đầu phái đoàn cho biết, "Chúng tôi rất vui khi tới đây để thể hiện sự ủng hộ với những người bạn ở Đài Loan." Trước đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cũng bày tỏ sự hoan nghênh với chuyến thăm của phái đoàn châu Âu. Phát ngôn viên của bà Thái nói, đây là lần đầu tiên Nghị viện châu Âu cử một phái đoàn chính thức đến Đài Loan. Điều này không chỉ có ý nghĩa quan trọng mà còn chứng tỏ mối quan hệ và hợp tác của Đài Loan với Liên minh châu Âu đang dần đi vào chiều sâu. Các nhà lập pháp châu Âu sẽ gặp một số quan chức Đài Loan thảo luận về các vấn đề an ninh mạng, các mối đe dọa gia tăng đến từ thông tin sai lệch và thách thức đối với nền dân chủ từ các thế lực bên ngoài. Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các nhà lập pháp châu Âu không tới Đài Loan và họ sẽ có thêm phản ứng tùy thuộc vào tình hình thực tế. Trong một báo cáo công bố mới đây, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã mở rộng kho hạt nhân nhanh hơn nhiều so với dự đoán và đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ. Báo cáo cho biết tới năm 2027, Trung Quốc sẽ có 700 đầu đạn hạt nhân có thể triển khai và có tới 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Như vậy, quy mô kho hạt nhân của Trung Quốc sẽ lớn hơn 2,5 lần so với dự đoán cách đây một năm của Lầu Năm Góc. Trước đó, cơ quan này dự tính Bắc Kinh sẽ chỉ có khoảng 200 đầu đạn hạt nhân có thể triển khai và sẽ tăng gấp đôi số này vào năm 2030. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc sẽ không tìm kiếm khả năng phát động một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào một đối thủ được trang bị hạt nhân, chủ yếu là Mỹ, nhưng họ muốn đẩy lùi các cuộc tấn công từ những nước khác bằng cách duy trì mối đe dọa trả đũa hạt nhân đáng tin cậy. Trước đó, Đô đốc Charles A. Richard, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ đánh giá, "Tôi có thể mô tả tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và thông thường của họ là nghẹt thở. Thẳng thắn mà nói, từ này có thể còn chưa đủ." Theo hãng tin AFP, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ FCC đã cấp giấy phép để tập đoàn Boeing xây dựng, triển khai và vận hành chùm vệ tinh với mục tiêu cung cấp dịch vụ viễn thông và băng thông rộng từ không gian cho người dùng Internet tại Mỹ và trên thế giới. Người phát ngôn FCC Jessica Rosenwasser cho biết, dịch vụ băng thông rộng vệ tinh hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng khó truy cập Internet dựa trên các nền tảng hiện tại. Theo kế hoạch, Boeing sẽ phóng tổng cộng 147 vệ tinh, đa số ở quỹ đạo thấp. Trong đó, 132 vệ tinh dự kiến được đặt ở độ cao khoảng 1.000 km và 15 vệ tinh còn lại nằm trong phạm vi từ 27.360 đến 43.500 km. Trước Boeing, các công ty đối thủ cũng đã xúc tiến triển khai dự án Internet vệ tinh. Tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập công ty không gian SpaceX, đã phóng hơn 1.500 vệ tinh vào quỹ đạo địa cầu để xây dựng mạng lưới Starlink. Trong khi nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, cũng đã có dự án tương tự gọi là Cooper. Theo CBS News, mới đây tổ chức ProPublica đã dẫn số liệu của cơ quan thuế vụ Mỹ cho thấy ít nhất 18 tỷ phú và hàng trăm người siêu giàu ở Mỹ đã nhận tiền trợ cấp COVID-19 của chính phủ liên bang, cho dù khoản tiền này chỉ dành cho hộ gia đình nghèo và thu nhập trung bình. Cụ thể, 270 người giàu có đã nhận tiền hỗ trợ trong đợt đầu thanh toán năm 2020. Những người giàu có này nhận tiền hỗ trợ sau khi tận dụng cách khấu trừ thuế phức tạp để giảm thu nhập dòng xuống dưới không, giúp họ đủ điều kiện nhận khoản tiền trên. Gần như chắc chắn 270 người này không yêu cầu được hỗ trợ, mà cơ quan thuế vụ Mỹ đã tự động chuyển khoản tiền này cho bất kỳ ai mà họ cho rằng đủ điều kiện xét theo thu nhập. Trong số những tỷ phú nhận được tiền trợ cấp COVID-19, có nhà thiện nguyện George Soros, tài sản trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ, và nhà tài chính Ira Renet, tài sản trị giá 3,7 tỷ đô la Mỹ. Đại diện của ông Soros cho biết ông đã trả lại tờ séc hỗ trợ, còn Renet hiện chưa phản hồi. Gần đây, ngày càng nhiều thống đốc ở Hoa Kỳ cố gắng ngăn cản việc Tổng thống Biden thực hiện lệnh cưỡng chế tiêm vaccine COVID-19 bằng cách ban hành lệnh điều hành của thống đốc. Cụ thể, thống đốc Mike Parson của bang Missouri đã ban hành lệnh hành pháp để bảo vệ quyền cá nhân của công dân trong tiểu bang, chống lại lệnh cưỡng chế tiêm chủng đã đi quá xa của chính quyền Biden. Theo tờ The Hill, thống đốc Đảng Cộng hòa bang Alabama, bà Kay Ivett cũng đã ký một lệnh hành pháp để chống lại các ủy quyền về vaccine quá mức từ chính phủ liên bang. Trong khi đó, Thống đốc Đảng Cộng hòa Texas Greg Abbott cũng đã ký lệnh hành pháp của Thống đốc cấm bất kỳ tổ chức nào ở Texas thực hiện lệnh trên của chính quyền Biden. Bên cạnh đó, Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida cũng cam kết sẽ phản đối đến cùng quy định trên của Tổng thống Joe Biden áp đặt lên các công ty và nhân viên trong tiểu bang.
Theo hãng tin AP, gần đây Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi yêu cầu các cơ quan chính phủ chuyển tới thủ đô hành chính mới tại sa mạc ở phía đông Cairo. Phát ngôn viên của Tổng thống cho biết, chính phủ sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm kéo dài 6 tháng tại thủ đô hành chính mới từ ngày 1 tháng 12. Công trình xây dựng thủ đô mới trị giá 45 tỷ đô la Mỹ được xây dựng trên diện tích gần 69.000 ha, cách Cairo khoảng 45 km về phía đông và gần gấp đôi diện tích thủ đô hiện tại. Thành phố chưa được đặt tên này dự kiến là nơi sinh sống của 6,5 triệu người. Các nhà phê bình gọi thủ đô mới là dự án phù phiếm và sẽ tốt hơn nếu kinh phí này được sử dụng để tái thiết nền kinh tế bị tàn phá của đất nước và chỉnh trang thủ đô Cairo. Tuy nhiên, chính phủ Ai Cập cho rằng xây dựng thủ đô mới là cần thiết để giải quyết vấn đề dân số đang bùng nổ của Cairo, dự kiến tăng gấp đôi lên 40 triệu người vào năm 2050. Tổng thống el-Sisi cũng nói rằng thủ đô mới và các dự án trị giá tỷ đô la Mỹ khác sẽ thu hút các nhà đầu tư và tạo công an việc làm cho hơn 100 triệu dân của đất nước. Theo tờ National Geographic cho biết, biến thể phụ mới của chủng Delta AI.2 hay còn gọi là Delta Plus đang lây lan mạnh ở Anh. Hiện AI.2 đã chiếm hơn 12% số ca mắc mới, tăng tỷ lệ chưa tới 4% vào đầu tháng 9. So với chủng Delta gốc, AI.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% đến 15%. Các nhà khoa học tìm thấy thêm 3 đột biến, trong đó có 2 đột biến ở protein gai A222V và I145H mà virus sử dụng để có thể nhanh chóng liên kết và xâm nhập vào tế bào của con người. Cho tới nay, khoảng 96% tất cả các ca nhiễm AI4.2 trên thế giới được ghi nhận tại Anh. Theo cập nhật dịch tễ học của WHO, biến chủng này cũng được tìm thấy ở ít nhất 42 quốc gia, bao gồm Anh, Ấn Độ, Israel, Mỹ và Nga. Hồi tuần trước, Cơ quan An ninh Y tế Anh UKSSA đã phân loại AI4.2 là biến chủng đang được điều tra. Giám đốc Jeffrey Parrett của sáng kiến hệ gen COVID-19 thuộc Viện Nghiên cứu Wellcome Sanger của Anh nhận định AI4.2 sẽ khiến mùa đông này trở nên khó khăn hơn ở Anh. Thưa quý vị, về tình hình dịch bệnh, thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 483.000 ca mắc mới và thêm hơn 7.800 ca không qua khỏi mới. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh vẫn là Mỹ với 47.105.468 ca mắc và 770.854 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, nước này hiện có tổng cộng 34.320.142 ca mắc, trong đó có 459.661 trường hợp tử vong. Brazil là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ấn Độ với 21.835.785 người nhiễm bệnh, trong đó có 608.304 bệnh nhân không qua khỏi. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là nước dẫn đầu khu vực với 4.246.174 ca nhiễm và 143.481 ca tử vong. Philippines là nước đứng thứ hai với 2.793.898 ca nhiễm và 43.586 ca tử vong. Malaysia hiện là nước đứng thứ ba khu vực với 2.486.630 ca nhiễm và 29.091 ca không qua khỏi. Thái Lan hiện có 1.943.424 ca nhiễm và 19.462 ca tử vong. Myanmar hiện có 502.979 ca nhiễm và 18.744 ca không qua khỏi. Singapore hiện có 207.975 ca nhiễm và 442 ca tử vong. Campuchia hiện có 118.870 ca nhiễm và 2.813 ca tử vong. Lào hiện có 42.891 ca nhiễm và 73 ca tử vong. Đông Timor hiện có 19.790 ca nhiễm và 122 ca tử vong. Brunei hiện có 13.446 ca nhiễm và 89 ca tử vong. Tiếp theo đây là số liệu ca mắc COVID-19 theo nguồn Worldometer. Tổng số ca mắc trên toàn thế giới đang là 248.869.015 ca. Tổng số ca không qua khỏi đang là 5.037.867 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 225.469.611 ca. Trên đây là những tin tức trong bản tin tổng hợp hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây như thường lệ, Hồng Nhung xin mời quý vị cùng thư giãn với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ. Thưa quý vị thân mến, trong phần Nhân Sinh Cảm Ngộ ngày hôm nay, Hồng Nhung cùng quý vị hãy bàn về chữ nhẫn và dùng nhẫn. Bạn chớ nên cáu gắt. Cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí. Bạn chớ nên tức giận. Tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí. Bạn chớ nên đùa giỡn. Đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí. Bạn phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn sẽ được thần khí. Trong kinh điển, người biết nhẫn nhục chính là người mạnh nhất. Nhẫn là độ lượng, khoan dung.
nhẫn đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại. Nhẫn chính là thể hiện bản lĩnh của con người. Chân thành và không hối tiếc, tha thứ và không oán giận, hòa bình và không thù địch. Nhẫn nhịn không phải là sự sỉ nhục. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chữ nhẫn trong tiếng Hán lại có bộ đao phía trên như biểu hiện của những nỗi thống khổ sâu sắc như dao nhọn. Chúng có thể khía vào trong tâm trí, trong con tim ta, làm cho ta đau đớn, tủi nhục và khó chịu. Nhẫn không phải là gồng mình cam chịu bi lụy, mà là hạ thấp mình xuống để dung hòa với vạn sự vạn vật, để có thời gian hòa hoãn, lắng nghe và thấu hiểu. Nếu có chuyện không hay, nhẫn để dùng trí tuệ để thấy đúng lẽ thật, buông xả mọi thứ hơn thua với người ta và không cố chấp trong hai chữ hận phiền. Vậy nên, chữ nhẫn ngoài sự chịu đựng điềm tĩnh còn cần hàm chứa sự vị tha. Nhẫn là độ lượng khoan dung, nhẫn đúng bản chất mà kiên tâm nhẫn nại một cách đầy hòa ái chân thành. Nhẫn chính là thể hiện bản lĩnh của con người. Nhẫn còn là hạ bỏ nhân tâm, hạ mình xuống thấp hơn so với người khác, mở lòng ta để lắng nghe, để tiếp thu, để học hỏi. Khi bạn có thể hạ mình thấp xuống, tĩnh tĩnh mà học, thì vạn sự vạn vật sẽ ôn nhu, dung chứa lấy bạn một cách điềm nhiên tịnh tại. Khổng Tử xưa đã nói, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, có nghĩa là việc nhỏ mà không nhẫn được thì việc lớn ắt sẽ hỏng. Ngược lại, chữ nhẫn như trái tim Bồ Tát của Quan Âm Thị Kính khi bị vu oan mọi bề, lay động thân tâm của con người. Đó là chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu. Nhẫn ngày nay nhiều khi đã thành nhẫn nhục một cách hèn nhát, nhẫn quá thành gia nhục. Nó là điều sỉ nhục, làm xấu hổ, tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhục bởi vì sợ quyền thế, nhục vì đang nằm trong hoàn cảnh bất lợi, chưa thể trả thù được. Nhục để mong cầu có người khen hay được chức trọng quyền cao. Nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ hay tự cho mình cao hơn người, không thèm chấp nê phản đối. Hiểu sai chữ nhẫn nhất là khi ghép chữ nhẫn với chữ tâm để trở thành nhẫn tâm ác độc. Cũng như hiểu chữ nhẫn với thói quen chịu đựng đến mức hèn yếu bạc nhược hết ngày này qua tháng khác và cơ đồ sự nghiệp thành quả chẳng thấy đâu, chỉ thấy con người ngày càng èo uột đi, thảm hại, nhưng họ vẫn tự ru mình là ta đáng nhẫn một cách chính đáng. Nhẫn nhục là cách hèn nhát, là mềm yếu, cam chịu vô ích, rồi tự mình chìm trong cái cõi mịt mờ của mình, sẽ thành kẻ chui sâu vào vỏ ốc và điều này sẽ làm suy thoái xã hội, đạo đức con người, làm cho cái ác, cái tham, cái xấu có mầm mống và nguy cơ phát triển. Nhiều gia đình thường treo chữ nhẫn trong nhà, như tự dặn mình để giữ được hòa khí trong gia đình. Người xưa cũng thường nói, một điều nhịn, chín điều lành. Vậy nên anh em có tranh nhau tí đất ai, vợ chồng có nổi cơn tam bành, ta có hận sếp, có xích mích gì với hàng xóm, có bị ai đì đi nữa, thôi thì nhẫn đi. Nhẫn để tránh mọi tai họa phiền hà. Vậy nên nhẫn nhịn là để tu luyện hàm dưỡng cho tâm mình, chờ thiên thời địa lợi rồi nhân khắc hòa. Nhẫn cũng là để vị tha, để thêm bạn bớt thù. Đôi khi tỉnh nhưng nhẫn thì phải giả ngu để chẳng màng danh lợi, để mọi thứ đều vô thường và tâm không còn oán hận. Việc lấy đức nhẫn làm sức mạnh, dĩ nhẫn vi lực, cho thấy lợi ích cũng như quyền năng biến hóa, nội lực mạnh mẽ của chữ nhẫn. Trong cuốn Luận về chữ nhẫn của Mạnh Chiêu Quân có viết, bạn chớ nên cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí. Bạn chớ nên tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí. Bạn chớ nên đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí. Bạn phải nhẫn nhịn sẽ được thần khí. Thưa quý vị, người xưa coi thiên nhân hợp nhất, con người với thiên nhiên gần gũi giao hòa. Từ góc độ dưỡng sinh mà nói, người xưa cho rằng thiên thể vốn là một đại vũ trụ, thân thể con người là một tiểu vũ trụ. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ có mối quan hệ đối ứng. Nếu con người có thể hành xử thuận theo lẽ trời, hợp nhất với trời, với thiên nhiên thì sẽ mạnh khỏe trường thọ. Chân, thiện, nhẫn là nguyên lý cốt lõi trong môn tu luyện khí công Phật gia, giúp người tập khỏe mạnh cả tâm lẫn thân, hé mở nhiều bí ẩn về nhân sinh quan, vũ trụ quan, quay trở về với cội nguồn tư tưởng, khôi phục lại văn hóa thần truyền. Quý vị yêu mến, xin đừng bỏ qua. Nếu yêu mến chúng tôi, đừng quên like, share, nhấn chuông báo.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.